Xin được kính chào quý vị khán giả. Chúng ta đang theo dõi tọa đàm trực tiếp khởi nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai đang được phát trên kênh Đồng Nai 2. Thưa quý vị khán giả, khởi nghiệp và bài toán xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một câu chuyện đang được nhắc đến rất nhiều trong những năm gần đây. Thước đo nào cho nền văn hóa doanh nghiệp của các công ty non trẻ để giúp họ có thể vượt trội hơn, bền vững và có dấu ấn riêng? Và câu hỏi này cũng sẽ là chủ đề của tọa đàm khởi nghiệp tuần này. Và tham gia đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu vị khách mời, Tiến sĩ Bùi Quang Xuân, giảng viên Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia. Dạ, xin chào Quỳnh Giang và xin chào các bạn nghe đài Đồng Nai 2 và xin mời chào các bạn sinh viên khởi nghiệp và các doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp của chúng ta. Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép Quỳnh Giang xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình cảm ơn Tiến sĩ Bùi Quang Xuân đã bớt chút thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp nên được tiến hành ngay từ những ngày đầu khi mà các dự án khởi nghiệp được thành lập. Tuy nhiên, đây là một điều rất khó khăn đối với các doanh nghiệp. Nếu mà làm được điều này thì đó là một điều tốt, nhưng mà không phải doanh nghiệp khởi nghiệp nào cũng có thể làm được. Xin Tiến sĩ định nghĩa cụ thể văn hóa doanh nghiệp là gì ạ? Vâng, câu hỏi rất hay. Thưa các bạn, chúng ta thấy là các doanh nghiệp rất là lớn, rất là rồ sộ trong thế giới, cũng giống như là ở Việt Nam chúng ta, là ngay từ đầu không phải là chúng ta là có thể thành công được. Mà muốn thành công thì có nhiều yếu tố, và trong đó những yếu tố là vốn, tài năng, kinh nghiệm, đạo đức. Nhưng một có yếu tố nữa là có tất cả những tài năng, trí tuệ, kinh nghiệm, đạo đức, văn hóa, đó tất cả cái đó gọi là văn hóa. Và như vậy thì đó là một cái vốn có đầu tiên, một cơ sở đầu tiên để mà chúng ta để xây dựng cái doanh nghiệp nó thành công, mới tạo ra được cái giá trị và thành dư. Cho nên từ đó chúng ta thấy ngay từ đầu việc xây dựng văn hóa nên được coi trọng và khởi đầu ngay từ đầu. Trong một gia đình nhỏ thì chúng ta cũng đã xây dựng một cái văn hóa gia đình gọi là nếp gia đình. Và thứ hai nữa là chúng ta làng xã chúng ta cũng có cái thói quen tập quán, cái văn hóa của cái làng xã đó. Cho nên doanh nghiệp ngay từ đầu thì chúng ta cũng có ý thức là cùng với phát triển về vốn và cơ sở vật chất thì cái yếu tố vô hình đó là văn hóa phải đi trước một bước. Cho nên việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp được tiến hành ngay từ những ngày đầu tiên chúng ta khởi nghiệp. Và các bạn hỏi, bạn gia hỏi là cái văn hóa là gì? Văn hóa ở đây có là cái hay, cái đẹp. Cái hay, cái đẹp được con người là đem đi ứng dụng để biến đổi mình thành hay, thành đẹp. Mỗi ngày mình hay đẹp. Và cũng cái đẹp của đó thì chúng ta chỉ lấy cái đẹp đó để mà giáo dục, thuyết phục, thay đổi người khác để họ trở thành hay, thành đẹp, thành tốt. Văn hóa như vậy là văn hóa tượng trưng, đó là cái hay, cái đẹp, cái tốt, cái hài hòa, cái bền vững, cái hạnh phúc. Thì chính cái đó nó là cơ sở, nó là nền tảng để tạo ra giá trị thân dư. Cho nên chúng ta thấy từ đó thì chúng ta thấy là văn hóa doanh nghiệp là gì. Ở đây trước khi ấy thì người ta nói là văn hóa là định nghĩa nôm na, có định nghĩa nôm na và văn dương một chút, đó là cái gì nó còn lại khi tất cả những thứ khác bị quên đi, thì đó là cái đó chính là văn hóa. Nếu mà chúng ta thiếu một trong hai yếu tố đó thì chúng ta sẽ đi khập khiễng. Cho nên chúng ta thấy là một cái doanh nghiệp cần phải coi trọng văn hóa là nền tảng, là cơ sở để thực hiện được mục tiêu định hướng của một doanh nghiệp. Và đó là còn văn hóa doanh nghiệp là gì? Văn hóa doanh nghiệp ở đây là những tập hợp những cái giá trị cốt lõi. Mà giá trị cốt lõi đó là cái môi trường nơi làm việc thông thoáng, thân thiện, gần gũi. Không phải chỉ là thoáng mát, nhưng ở đây là có thân thiện, gần gũi giữa nhân viên với nhân viên, giữa nhà lãnh đạo với nhà lãnh đạo, với giữa nhân viên với khách hàng, giữa công chúng ta nữa. Và thứ hai, nó là trải nghiệm, nó là tập hợp những cái trải nghiệm, những kinh nghiệm mà các thành viên trong cái doanh nghiệp đó tích lũy hình thành. Và thứ ba nữa là nó là định hướng, văn hóa nó là định hướng cho mục tiêu phát triển doanh nghiệp. Cho nên Bác Hồ nói là văn hóa soi đường quốc dân đi, tức là thấy được cái vai trò, mục tiêu, định hướng. Và nếu mà chúng ta không làm, không có cái định hướng thì chúng ta không biết đi về đâu. Muốn cái định hướng đó thì đầu tiên là chúng ta phải có trí tuệ,
Có trí tuệ thì chúng ta mới có tầm nhìn. Muốn tầm nhìn tốt thì chúng ta phải có cái đạo đức tốt, suy nghĩ tốt, thì chúng ta mới có cái văn hóa tốt. Từ đó thì chúng ta thấy đó là văn hóa cái doanh nghiệp. Và văn hóa doanh nghiệp ở đây chúng ta có thể là nói rõ đó là tổng hợp các hệ thống giá trị niềm tin. Niềm tin và nó bao gồm là sự thành thực. Mình thành thực với nhau, sống chân tình. Ủa, cái doanh nghiệp nó làm ăn chắc, thật thà, thành thực với khách hàng, thành thực với sản phẩm. Thứ hai là mọi người trong nhân viên và cái quản lý, nhà lãnh đạo, khách hàng, nhà cung cấp đều thành thật với nhau, đều thành thật. Hai, nhân viên làm sao đó, nhà lãnh đạo làm sao, lời ăn, tiếng nói, cách ứng xử như thế nào để nhân viên họ tự giác, họ tự giác họ làm việc. Thì đó là văn hóa doanh nghiệp. Và thứ ba nữa là văn hóa, nó là cái giá trị cốt lõi đó là nó gì? Sự khôn ngoan, sự khéo léo, nhẹ nhàng. Và thứ tư đó là sự tự tin, sáng tạo của mỗi nhân viên. Của mọi người, họ thích là nơi nào mà không có cái, không tạo cái tự do mới có tự tin, và tự do mới có sáng tạo, thì cái bầu không khí tự do đó làm cho các thành viên đó nó thấm vào, ăn sâu vào trong cái niềm tin của nhân viên, của tổ chức, và họ cùng nhau chia sẻ, và nó ảnh hưởng tác động đến xây dựng văn hóa bền vững. Đó là cái văn hóa doanh nghiệp như vậy. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Bùi Quang Xuân. Thuật ngữ văn hóa doanh nghiệp thì ngày càng phổ biến hơn, và tại sao nó lại quan trọng như vậy thì tiến sĩ cũng đã vừa mới chia sẻ. Vậy thì xin tiến sĩ có thể cho biết là đối với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp, nó lại đặc biệt quan trọng như thế ạ? Bởi vì một lẽ rất là đơn nhiên, anh làm khởi nghiệp, anh là đầu tiên, anh phải lấy yếu tố là văn hóa. Anh phải có tầm nhìn, mà tầm nhìn tốt thì có mục tiêu tốt, và mục tiêu tốt thì có chiến lược tốt, và chiến lược tốt thì anh có những cái hoạch định, những cái kế hoạch cụ thể. Và kế hoạch, mục tiêu, chiến lược đó thì được ai làm? Thì phải cho nhân viên họ tự giác, tự nguyện, tự giác họ làm theo mới được. Cho nên nhà khởi nghiệp, anh không có những yếu tố đó thì anh không thể khởi nghiệp được. Cho nên nó là thành tố hết sức quan trọng đối với người khởi nghiệp muốn lập nên một công ty. Thứ hai, một cái quá trình không làm, không phải là nhiệm vụ của doanh nghiệp, nhưng ở đây chúng ta phải có một cái trách nhiệm đối với tổ quốc, đối với xã hội và đối với nhân sinh nữa. Ta làm giàu để làm gì? Và như vậy là chúng ta, gia đình chúng ta, bản thân chúng ta, gia đình chúng ta, xã hội chúng ta, nhân sinh chúng ta, thì chúng ta thấy là làm như vậy thì chúng ta thấy mới có một cái khát vọng muốn làm giàu để phục vụ. Nó rất quan trọng. Vì sao nó quan trọng? Thì chúng tôi thấy rằng nó quan trọng bởi vì văn hóa nó là tài sản vô hình của doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp nó có hai loại tài sản. Một là cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, tiền bạc. Cái thứ hai, cái rất quan trọng không thấy, đó là tài sản mình. Trí tuệ, tài năng, kinh nghiệm, đạo đức, văn hóa. Và chính những điều đó nó tạo nên cái giá trị thặng dư cho cái doanh nghiệp chúng ta. Cho nên tất cả những điều đó, làm sao nhà khởi nghiệp phải làm sao nó ăn sâu vào và niềm tin, và nó mỗi người trong cái doanh nghiệp đó họ thấy cái vai trò, trách nhiệm của họ đối với doanh nghiệp. Vậy thì đối với các công ty nhỏ, công ty vừa, thì các bạn có phải xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp không ạ, thưa tiến sĩ? Cái công ty nhỏ và vừa là có cần văn hóa doanh nghiệp hay không? Thì cái câu trả lời đầu tiên mà chúng tôi không cần suy nghĩ đó là có. Vâng ạ. Vì lẽ vì sao chúng ta có? Bây giờ hai người trở lên thì có là một có thể là xây dựng một cái văn hóa doanh nghiệp rồi. Dạ. Hai người trở lên. Và để cái nó vận hành như thế, nó lớn mạnh như thế nào, lâu bền, bền vững như thế nào á, thì chúng ta thấy là phải có văn hóa. Mà trong đó cái vai trò của nhà lãnh đạo cực kỳ quan trọng. Vai trò của nhà lãnh đạo, anh là người đứng mũi chịu sào, anh là người lái đò, anh là tiên phong, anh đi trước, anh làm gương. Và văn hóa đó xuất phát từ cái tâm của nhà lãnh đạo và cái tâm của cái nhân viên, biến nó thành hành vi, cử chỉ, cách nói năng, thành thói quen. Thì chúng ta thấy là nó là cái
cái rất là quan trọng. Thứ hai là doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cũng cần có phải xây dựng ngay từ đầu, phải xây dựng một cái văn hóa mạnh. Tức là văn hóa mạnh ở đây tức là văn hóa tích cực, minh bạch, rõ ràng. Cái ở đâu đó có cái tự do, ở đó có dân chủ, ở đâu đó có bàn bạc, ở đâu có dân chủ thì ở đó có tự do, và ở đức tự do thì ở đâu có sáng tạo, và sáng tạo đó là một mảnh vườn để các thành viên trong doanh nghiệp họ tin vào, họ phát triển và đây đạt cái kết quả cao. Cho nên cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, càng doanh nghiệp vừa và nhỏ thì chúng ta càng phải xây dựng văn hóa để mà chúng ta văn hóa tích cực, thì để chúng ta mới trở thành đi ra biển lớn, và chúng ta có thể trở thành cái doanh nghiệp lớn bền vững. Bởi vì hiện nay bây giờ thì chúng ta thấy là luật doanh nghiệp 2000 chúng ta đã đưa ra doanh nghiệp vừa, nhỏ và cực nhỏ, rất là nhỏ. Và hiện nay chúng ta thấy là một cái Nhật Bản, người ta đã các doanh nghiệp vừa nhỏ đã xây dựng doanh nghiệp vừa và nhỏ, và ở Đồng Đa đã xây dựng ở ngay cái Đồng Nai của chúng ta, có thể một người có thể làm một doanh nghiệp. Và trong luật doanh nghiệp 2000 đó, chúng ta thấy người ta nhà nước chúng ta tạo môi trường để một người đó có thể vừa sản xuất, cũng nếu anh thích anh sản xuất, và tự anh sản xuất rồi anh có thể xây dựng một cái chuỗi kinh doanh từ sản xuất đến chế biến đến thị trường, và tự anh định đoạt. Và như vậy thì chúng ta thấy là cũng thành công rồi, và thậm chí là cả một gia đình người ta thật có thể là một doanh văn hóa doanh nghiệp. Và như vậy là cũng có thêm một cái gia đình chúng ta có là 2-3 doanh nghiệp, thì chuyện đó là chuyện bình thường mà luật doanh nghiệp người ta cho phép. Cho nên chúng ta thấy là cái doanh nghiệp nó cần có cái xây dựng văn hóa, và nó là yếu tố then chốt để thành bại của một doanh nghiệp, của một doanh nhân khi khởi nghiệp. Chắc chắn là như vậy. Không chỉ là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp khởi nghiệp thì văn hóa nó là yếu tố then chốt, bởi vì chính trong một cái môi trường mà khi mà chúng ta sáng tạo, chúng ta tự do thì chúng ta sẽ có một cái tinh thần làm việc cao nhất, và chúng ta sẽ cống hiến một cách nhiều nhất. Và đó cũng là một cái tinh thần mà hiện nay giống như là các cái phong trào đang rất là khuyến khích, đó là đổi mới sáng tạo. Đúng. Con người chúng ta phải sáng tạo thì chúng ta mới đổi mới từ trong cái sản phẩm của mình, từ trong cái dịch vụ của mình, đúng không thưa tiến sĩ? Dạ rất là đúng. Bởi vì nó ở đâu ta bây giờ nó thật sự ra tôi đã đi tiếp xúc với những cái sinh viên cái khoa quản trị, và người ta ngay từ em năm thứ nhất nó đã là khởi nghiệp rồi. Dạ vâng. Và nó làm những cái việc rất là đơn giản, ví dụ như là ở cái sinh viên mà đại học sư phạm chẳng thành phố Hồ Chí Minh mà năm thứ nhất nó đã làm thành hợp một nhóm, một cái doanh nghiệp nhỏ, về mỗi buổi tối tức là đi truyền tất cả các cái giấy đi các cái phòng ngủ của các cái sinh viên nội trú, và như vậy là anh ăn cái gì ăn gì, và ngay tức khắc người ta về ta phân loại ra, ta gửi đi các cái chỗ mà chế biến, và sáng ngày mai mình mới sinh viên mới thức dậy đã có cái thức ăn rồi. Và như vậy nó hình thành năm thứ hai, năm thứ ba. Nhưng mà đó là sinh viên sư phạm đó, chứ không phải là học quản trị kinh doanh mới sáng tạo. Và chúng ta thấy rằng cái bữa sinh viên họ có thích là rất là sáng tạo. Vậy giờ dạy học bây giờ nó cũng giống như là cái doanh nghiệp của chúng ta, luôn luôn đổi mới, luôn luôn tạo sự khác biệt. Nếu mà không có gì đổi mới thì người ta là làm thấy nó chán. Không buồn, không biết để làm cái này để làm gì. Nhưng mà luôn luôn có một thử thách cho cái mới, và tự nhiên người ta thấy thích thú. Và nhưng mà đổi mới khác biệt đó phải là một đổi mới khác biệt tạo ra cái giá trị thực, giá trị cụ thể thì mới gọi là đổi mới sáng tạo. Như vậy thì trong đó là cái điều cần thiết. Vậy thì xây dựng văn hóa doanh nghiệp phải bắt nguồn từ đâu ạ? Câu hỏi bắt nguồn từ đâu nha. Bắt nguồn từ đâu thì thưa các bạn, xây dựng văn hóa là bắt nguồn từ đâu thì đó là phải xây dựng cái ngay từ khi anh đã hình thành một cơ cấu, một tổ chức, một doanh nghiệp rồi. Anh đã có ý thức về xây dựng văn hóa đó. Và như vậy là anh phải có quy định. Ví dụ như là chúng ta thấy đơn giản là các doanh nghiệp, ví dụ như là quy định bằng văn bản đúng không ạ? Hả? Quy định hẳn hoi bằng văn bản đúng không ạ? Bằng văn bản. Và cũng có thể là ra những cái thói quen, hành vi thói quen.
Ví dụ như đến cơ quan người ta yêu cầu là mỗi lần cái gặp nhau chào, cúi chào với nhau. À, rồi phải hai lời mỉm cười. Thọc ba là cái cảm ơn. À, xin lỗi. Xin vui lòng. Mà mấy cái đó họ quy định. Nếu anh nào không làm mấy cái đó trừ điểm. Và ngay cả cái anh mà lãnh đạo nhưng mà vô lớp vào trong công ty, bước vào công ty mà không chào thì có thể cũng bị phạt. Thì bị phạt từ đó, tức là hình thành, để hình thành cái gì? Thói quen. Cho nên chúng ta thấy là đó là đúng với quy luật. Từ ý tưởng, gieo ý tưởng thì anh sẽ gặt hành động. Và gieo hành động thì anh sẽ gặp cái thói quen. Và gieo thói quen thì anh sẽ gặp và gặt cái số phận, tính cách. Và gieo được tính cách thì anh sẽ gieo được cái số phận. Số phận tốt hay xấu là từ ý tưởng, từ hành động, cái chuỗi đó. Cho nên nó là một cái điều rất cần thiết ngay từ ban đầu. Để làm sao cái văn hóa nó trở thành thói quen, hành vi cử chỉ cách nói năng người ta nó trở thành một thói quen. Ví dụ như khi mà gặp nhau cái tự nhiên phải cười, mặc dù là mình rất là buồn nhưng mà có gì đó mình rất cười, cười tức là rất hay. Hay là làm họ ai họ làm gì đó mình cái mình cảm ơn. Hay là mình giả bộ mình có, ví dụ như mình có đụng ai một chút xíu thì mình cũng quay lại mình xin lỗi cái. Tức là người ta sẽ bỏ, họ buông bỏ chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy là cũng rất là quan trọng. Cho nên văn hóa nó bắt nguồn từ đâu? Tức là anh phải xây dựng cái tầm nhìn sứ mệnh. Tôi nghĩ là anh không có tầm nhìn thì anh không thể làm cái gì được. Anh có không có tầm nhìn xa trông rộng. Tại sao đảng chúng ta cần tức là quy định là làm sao để xây dựng tuyển chọn cái đội ngũ cán bộ của đảng chúng ta trong hệ thống chính trị là có cái tâm, có cái tầm, tầm nhìn xa trông rộng. Cái này mà ví dụ như chúng ta chỉ có ăn quẳng cối sai. Ông bà mình xưa mình nói là nếu là không lo, tức là không lo xa, ắt có chuyện buồn. Thì chúng ta thấy là phải có cái tầm nhìn xa và có một sứ mệnh, tức là cái nhiệm vụ mình sinh ra trên đời nó để làm gì, mình thành lập cái doanh nghiệp nó để làm gì, phục vụ cho điều gì, phục vụ nhân sinh. Và thứ hai là có lãi, có giá trị thặng dư, nhưng mà giá trị thặng dư anh sử dụng như thế nào. Và chúng ta thấy là hồi sáng thanh niên ví dụ như là có thể là có một doanh nghiệp rất là lớn, nói là tiền để làm gì, tới vì họ đã có nhiều tiền rồi họ để làm gì. Nhưng mà mình phải hiểu là làm sao mình để có thật nhiều tiền mà mình sử dụng đồng tiền đó như thế nào đó cho có giá trị thì mới là một sự đam mê. Cho nên thứ hai, tầm nhìn sứ mệnh đó là còn cái gì nữa, ta phải xây dựng cái giá trị cốt lõi. Giá trị cốt lõi đây là nó là kim chỉ nam cho hành động của mỗi doanh nghiệp, cho mỗi cái văn hóa doanh nghiệp. Và thứ hai, nó nêu lên những cái kỹ năng, nó tạo ra một cái không gian thoáng mở cho cái doanh nghiệp bước. Và đồng thời cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp đó, nó là thước đo để đánh giá cái doanh nghiệp đó thành công hay thất bại, tốt hay xấu. Do này nó là... Và thứ hai, thứ tư, đó là cái ba là môi trường làm việc. Môi trường làm việc chúng ta thấy là ví dụ như vào cái một cái doanh nghiệp, tôi đã tư vấn doanh nghiệp tôi biết là đầu tiên là đi đến trước khi anh vào cổng là anh đã cười rồi, và khi đến vào bắt đầu nó có cái hình ảnh ghi là anh làm gì câu 1, câu 2, câu 3 bằng hình ảnh. Và tất cả nó hàng ngày, tất cả nhân viên họ đi vào để tới cùng thú cùng họ đi đến cái chỗ máy làm việc và tạo một cái thói quen cho nhân viên. Thói quen đó là thói quen tốt và thói quen đó là thói quen cây văn hóa. Và cái khi với môi trường làm việc ấy, chúng ta thấy là dứt khoát là phải có sự áp lực rồi, về cái căng thẳng rồi, thì cái văn hóa doanh nghiệp ta nghĩ ra một cái giải pháp gì để cho khỏi cái giảm stress, giảm căng thẳng, dễ trầm cảm. Thì bây giờ ví dụ như là có gì bực bội gì với ông quản lý hay là cái công việc này nặng nhọc quá, thì ở trong phòng toilet nó có một cái hình nộm và xây dựng một cái ông, nó vẽ một cái ông giống như ông quản lý vô, cái bắt đầu không có ai, cái đấm đại vô trong đó và đấm xong ra tự nhiên nó thoải mái. Và như vậy là môi trường làm việc cũng rất là quan trọng, tôn trọng, thân thiện, gần gũi trong giao tiếp, nhưng mà trong làm việc thì đâu nó vào đó, chuẩn mực đó. Thứ tư là anh phải xây dựng cái văn hóa đó, mỗi một doanh nghiệp có một văn hóa khác. Dạ đúng rồi. Cho nên chúng ta không ai giống ai, nhà của người này
khác với nhà nghĩa, tôi là khác, anh là khác, và mỗi người mỗi khác, không bắt ai giống ai, nhưng mà mình phải tạo ra một cái bản sắc riêng biệt độc đáo. Cho nên văn hóa Việt Nam chúng ta là tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc là vậy. Bản sắc đó là cái căn cước, là cái gốc, mà mất cái căn cước, mất cái gốc đó thì còn cái gì nữa. Cho nên là anh phải tạo ra một bản sắc riêng. Mà họ rất là, các nhân viên, các thành viên trong doanh nghiệp, họ cảm thấy họ rất là tự hào về cái bản sắc đó. Thứ năm là anh phải xây dựng một truyền thống. Ôi, cái đài truyền hình hồi trước là như thế này nè, đừng như thế này nè, những cái thế hệ này thế này, để đóng góp như thế này thế này. Và cái phòng truyền thống đó, khi những cái người mà chuẩn bị vô làm, mới làm đầu tiên là họ sẽ giới thiệu cái phòng truyền thống đó cho. Họ cảm thấy là mình làm đây tự hào, và mình phải làm sao mình ăn quả nhớ người trồng cây, tức là cái ý nghĩa đó rất quan trọng đối với xây dựng văn hóa doanh nghiệp của nhà hai. Bước ba nữa, thứ cuối cùng là chúng ta phải xây dựng một hệ thống quy trình cho nó bài bản. Lãnh đạo thì có những cái hành vi cử chỉ như thế nào phải quy ra, chứ không phải là mình nói máy móc. Và thứ hai nữa, nhân viên thì phải làm như thế nào, đối với khách hàng là như thế nào. Đối với khách hàng thì chúng ta phải phân biệt đâu là khách hàng chính và đâu là khách hàng là thứ hai, thứ ba gì đó. Ví dụ như là, thưa các bạn, bây giờ gọi là khách hàng, tưởng là người ngoài đi vô là mình khách, còn người ở trong nhà thì mình coi như là coi thường, bơ bơ, nhiều khi là không ứng xử không tốt. Nhưng mà chính cái khách hàng bên trong là nhân viên bên trong, nhà lãnh đạo xem là khách hàng số một, bởi vì khách hàng nhân viên là người đưa mình lên và nâng đỡ mình lên, vuông sới mình lên, góp công góp sức cho mình. Và khi mình thất bại, mình thành công, họ chia sẻ, họ thất bại họ cũng chia sẻ, họ không bỏ mình đi. Thì đó là cái khách hàng nội bộ, tức là cái nhân viên trong cơ quan là cái quan trọng nhất đối với nhà lãnh đạo. Và thứ ba nữa là đó là chúng ta phải, thí dụ như chúng ta phải xây dựng cái hệ thống quy định rất là cụ thể. Nhưng vấn đề này không phải là nói chung chung, mà khi mà đi xây dựng văn hóa doanh nghiệp thì chúng ta phải, cái nhà tư vấn họ tới họ cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với lãnh đạo, với nhân viên, với môi trường làm việc, họ mới đưa ra cái ý kiến xây dựng cái văn hóa, cái hệ thống quy định đó. Và người nhân viên họ, chính người nhân viên họ là họ đóng góp và xây dựng. Và khi mà cái hệ thống này, nó quy định này nó trở thành cái của chung, là tôi cũng, đây là của chúng ta mà, chứ không phải là của tôi và không phải là lãnh đạo. Cho nên là chúng ta thấy là đó là cái điều xây dựng bắt nguồn từ những cái giá trị cốt lõi, mà trong đó giá trị cốt lõi là cái quan trọng nhất. Dạ vâng, dạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ. Trước khi chúng ta tiếp nối những câu hỏi tiếp theo với tiến sĩ Bùi Quang Xuân, thì xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với loạt phóng sự ngắn sau đây. Trong những ngày đầu thành lập, founders của các startup thường chỉ chú ý đến việc xây dựng mô hình kinh doanh cũng như cải tiến sản phẩm mà quên mất việc xây dựng văn hóa công ty. Đây cũng là một tâm lý dễ hiểu, bởi để hình thành một công ty chỉ cần vốn và ý tưởng là đủ. Nhưng điều kiện cần để chiếc xe doanh nghiệp có thể vận hành tốt, vượt qua chướng ngại và tăng tốc chính là đội ngũ nhân sự. Là một cái doanh nghiệp mà hoạt động trong cái lĩnh vực logistics và đối ngoại nhiều, thì tôi thấy là cái chương trình cà phê doanh nhân như này rất là hữu ích, nhất là những cái chương trình mà mang cái văn hóa của quản trị, như là đại diện cho tính cách và văn hóa của Nhật Bản. Với một cái doanh nghiệp mà nhỏ và vừa hoạt động trong cái lĩnh vực này thì chúng tôi thấy là nó có một cái truyền cảm hứng rất là tốt. Thì chúng tôi thấy được là cái văn hóa và cái cách làm việc của người Nhật đáng cho để cho các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần phải có được cái tinh thần hun đúc nhiều hơn nữa. Đội ngũ nhân sự sẽ phối hợp với nhau như thế nào? Họ tin tưởng và tìm kiếm điều gì? Làm thế nào để họ làm việc hiệu quả hơn? Câu trả lời của các câu hỏi trên đều nằm ở việc xây dựng văn hóa công ty như thế nào. Và khi hiểu được tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, startup càng xác định rõ hơn về mục tiêu của mình. Những năm gần đây, các bạn trẻ ngay từ khi khởi nghiệp có ý thức rõ ràng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ lâu.
xác định tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp. Những năm qua, công ty tổ chức sự kiện Nighthouse đã triển khai và thực hiện khá tốt điều này. Cùng với việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở bên ngoài như đồng phục công sở, môi trường làm việc thân thiện, tuyên dương, khen thưởng hàng tháng, hàng quý, công ty đã xây dựng và triển khai các quy tắc về văn hóa doanh nghiệp với những giá trị cốt lõi như trung thực, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tinh thần tập thể và chú trọng khách hàng. Đó không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành mục tiêu hoạt động của cả công ty. Hàng tuần đều dùng âm nhạc để động viên, tạo cái năng lượng mỗi ngày, mỗi tuần. Và qua các cái hoạt động team building gắn với hoạt động thiện nguyện, sách truyện, và đơn cử hơn đó là chúng ta tuyên bố những giá trị chúng ta sống. Ví dụ đơn giản thôi là chúng tôi luôn luôn cười, hay là chúng tôi trách nhiệm, không phàn nàn, không đổ lỗi. Và như vậy mỗi tuần chúng tôi tuyên bố cùng với nhau, thì như vậy rõ ràng những ngôn từ tích cực, sức mạnh của ngôn từ, sức mạnh của những cái lời nói, của những cái thay đổi trạng thái có thể giúp chúng ta thêm vui. Đó là những cái giá trị mà chúng tôi mong muốn theo đuổi. Nhiều năm qua, công ty luôn duy trì thường xuyên các hoạt động thể thao lành mạnh trong nhân viên như tập luyện, thi đấu bóng đá, bóng chuyền. Hàng quý, công ty tổ chức đi sinh hoạt dã ngoại, đồng thời thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho nhân viên thông qua hình thức trao đổi, thảo luận để hình thành nhận thức về những giá trị cốt lõi, cũng như hướng đến tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp. Tuy đầu tư xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp cần nhiều thời gian, công sức và cả kinh phí, nhưng với công ty Nighthouse, văn hóa doanh nghiệp vẫn là chiến lược thực hiện dài hơi. Tại trung tâm Anh ngữ AMG, ngay từ những ngày đầu thành lập, trung tâm đã hình thành đội ngũ giảng viên, chuyên viên tư vấn chất lượng, luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Thường xuyên chiêu mộ thêm được những cộng sự tài năng, xây lên một phòng marketing hoàn chỉnh, nơi những ý tưởng mới ra đời. Hình ảnh trung tâm cũng dần được chỉnh chu, chau chuốt và có độ phủ sóng rộng lớn hơn. Muốn nghiên cứu, muốn học hành, muốn biết thêm kiến thức thì phải sử dụng tiếng Anh. Chính vì vậy mà quá trình tôi đi làm, tôi quay trở về Việt Nam, tôi đi làm, và năm 2019 tôi quyết định khởi nghiệp để xây dựng trung tâm tiếng Anh. Thì lúc đó tôi và đội ngũ đã khảo sát rất là kỹ về cái thị trường học tiếng Anh tại Việt Nam. Thì với những cái gì mà kết quả tôi nhận được từ cái cuộc khảo sát đó, thì tôi nhận thấy rằng thị trường học tiếng Anh tại Việt Nam cực kỳ to lớn. Giống như đơn giản thôi là tại Biên Hòa thì khoảng 30% số lượng các em đi học tại trung tâm, và các huyện Long Thành và các xã thì thậm chí là 20% và 10% các em được học ở trung tâm tiếng Anh. Chắc chắn là với những cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì nó có những khó khăn nhất định, và đặc biệt là với trung tâm Anh ngữ, khi mà thị trường đã có rất nhiều trung tâm Anh ngữ khác, thì cái mà chúng tôi đang nỗ lực hướng tới là tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi tập trung nhiều vào giá trị cốt lõi của doanh nghiệp và mang đến nhiều cái chất lượng dạy và học nhất dành cho học viên của mình. Chung lòng, chung sức vượt qua những khó khăn ban đầu, sau 5 năm, AMG hôm nay đã trở thành một đơn vị đào tạo tiếng Anh uy tín với 8 cơ sở mới được thành lập. Tham vọng của cả đội sẽ đưa AMG phủ sóng trên nhiều tỉnh thành, và đặc biệt xây dựng được một cơ sở riêng biệt để dành cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở các trung tâm mái ấm tình thương. Vâng, thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa đến với một loạt phóng sự để chúng ta thấy được cái vai trò quan trọng của văn hóa doanh nghiệp. Và chúng ta cũng đến với hai doanh nghiệp đã làm rất tốt cái việc là xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Chính từ văn hóa này mà các bạn đã đồng lòng và chung sức với nhau, cùng có mục tiêu chung và cùng có những cái đóng góp rất thiết thực cho xã hội. Cả hai đều cùng mong muốn và có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống, và họ có chung một cái điều đó là luôn luôn mong muốn đóng góp những cái giá trị tốt đẹp. Ví dụ như là cái trung tâm Anh ngữ, thưa tiến sĩ, họ mong muốn là đem những cái lớp học tiếng Anh đến với những cái nhà tình thương dành cho những em thiếu tình thương, hoặc là những em còn khó khăn mà không có điều kiện có thể đến với các cái trung tâm Anh ngữ. Thì sau khi xem loạt phóng sự ngắn vừa rồi thì tiến sĩ Bùi Quang Xuân có một cái cảm nhận như thế nào?
Vâng, tôi rất là thích thú với cái những cái phóng sự vừa rồi. Chúng ta thấy là tôi đi các cái ví dụ đi qua Nhật, đi qua Singapore, đi qua Thái Lan, thì cái ngay cả Thái Lan thì trong những cái giờ ăn người ta cũng tạo cái gì đăng tới cái giờ thư giãn, tức là bắt đầu nó bài hát nó rộn lên và những cái thao tác nhảy múa xung quanh đó, nó làm chúng ta thấy là nó làm cho cái công việc nó bớt căng thẳng và tạo sự tích cực ở trong cái nhân viên. Và những cái doanh nghiệp chúng ta thấy rằng là họ đã làm tốt những cái kỹ năng sống và kỹ năng làm việc, kỹ năng sống, kỹ năng học tập, nhất là những cái trung tâm ngôn ngữ này, tức là không nghĩa là làm tốt ở trong đó, trong trường, nhưng mà ngay từ những cái lớp mà ngoại ngữ là coi như là không phải là chính thức, không gọi là trong hệ thống giáo dục, nhưng mà nó đã làm tốt như vậy thì các em nó được tự nguyện, tự giác, ngay từ đầu nó có ý thức là thiện nguyện, tức là nó đem cái hai cái đẹp nó tỏa sáng niềm vui cho những người chung quanh. Tôi thấy đó là cũng một cái nét văn hóa. Cái gì văn hóa là gì, là hay, là tốt, là đẹp, nhưng mà họ những cái lớp học như vậy, những cái doanh nghiệp như vậy, nó làm tốt ở trong cái doanh nghiệp, trong nội bộ nó làm tốt, nhưng mà họ còn đem ra ngoài hạ tỏa sáng như vậy, dĩ nhiên họ có thương hiệu đó được cái quần chúng họ cảm nhận, thì đó là điều rất là tốt. Và từ đó thì tôi có một cái ý nghĩa là cái nhiều doanh nghiệp Việt Nam bây giờ đã bắt đầu, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, là bắt đầu thời gian muốn có chỗ đứng trên thị trường thì đã bắt đầu quan tâm đến việc mà xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Chứ đừng có nghĩ là gì là một cái quy chế hay là cái gì cho đùng rồi treo trên tường nó như vậy mới là văn hóa, không ạ? Từ hành vi thôi, từ ý tưởng thôi. Và điều này thì chúng tôi thấy rằng chúng ta nên cần loan tỏa ra nhiều đi. Rất bởi vì nó rất cần thiết cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nhưng mà đồng thời phát triển bền vững của một nền văn hóa mà hiện đại của Việt Nam chúng ta. Trong quá trình phát triển thì mỗi doanh nghiệp nó nên nỗ lực rất là nhiều đi. Văn hóa là nó là phải sự nỗ lực của từ trong trái tim của một người trở thành thói quen của nhà lãnh đạo, thói quen của nhân viên, thói quen của khách hàng. Mà thói quen đó là quen tốt, mà chắc chắn những điều tốt sẽ đem lại cái giá trị thiết thực, là văn hóa là cơ sở, là nền tảng, là giá đỡ tạo ra giá trị thành dư, tạo ra sự phát triển kinh tế. Cho nên văn hóa giai đoạn là chúng ta muốn xây dựng một cái lãnh đạo mà hiện đại, quản lý hiện đại, thì chúng ta phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Và trong cái văn hóa nó mang tính nhân văn. Ví dụ các bạn trong các doanh nghiệp vừa nhỏ vừa rồi, giáo dục vừa rồi, là đi ra đường phố, đi làm thiện nguyện, đi đem vui cho những cái trẻ mồ côi, những cái em bé cơ nhở, như vậy cũng hay. Tôi đi ra đường bây giờ là thanh niên cũng có nhiều người rất là tốt. Thanh niên ăn mặc rất là lịch sự, nhưng mà nó rất là giản dị, nhưng mà cầm ổ bánh mì tới phát đem mấy cái chỗ đúng rác á, phát cho những cái người mà đi nhặt rác, hay là phát cho những người mà bán số cơ nhở. Thì những hành động đó, mình trong khi đó mình cứ đi trên đường mình ta như vậy mình đủ để ý. Nhưng mà bây giờ có nhiều người làm tốt, và những nhân điển hình tốt đó nó tỏa ra cả một cái gia đình có văn hóa, một cái tổ chức có văn hóa, thì con người ra đường mới có văn hóa được. Cho nên bởi thế văn hóa, coi văn hóa doanh nghiệp là yếu tố đặc biệt quan trọng trong sự phát triển cái doanh nghiệp hiện nay, rất cần thiết. Mà tôi thấy ở đây là một cái thí dụ cụ thể để tỏa sáng. Dạ vâng. Xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ. Thì vậy thì có một cái câu hỏi được đặt ra như thế này, đó là văn hóa sẽ quyết định cái sự phát triển của doanh nghiệp, hay là doanh nghiệp quyết định cái sự phát triển của văn hóa, thưa tiến sĩ? Câu này thì nó đi vào trong cái phần lý luận và cũng hơi lớn đây nha. Nhưng mà thật sự thì thưa các bạn, là vật chất nó quyết định ý thức. Và như vậy là có thực mới vượt được đạo. Anh có ăn thì anh mới nói với ca
ca hát được chứ không có ăn được. Nhưng mà chúng ta thấy là, nhưng mà văn hóa và doanh nghiệp nếu mà ví dụ như có ăn không á, thì nó mình nói mà cứ là con thôi. Còn mà muốn mà cho nó hay, nó đẹp thì nó phải có văn hóa. Văn hóa là người, như vậy thì chúng ta có yếu tố con người. Nếu ăn không thì vật chất không thì chúng ta làm mới là sinh thể thôi. Và nhưng mà còn người ở đây là biết, biết hay, biết đẹp, biết tốt, biết xấu, cái đó thì nó là văn hóa. Cho nên hai cái văn hóa thì chúng ta thấy là nó là một cái cặp cộng trụ tương tác với nhau, qua lại với nhau, nó giống như là kiền hai chân. Anh ở bên này, anh kia. Nếu mà chúng ta thiếu một vé thì chúng ta đi khập khiễng, Cho nên là chúng ta thấy rằng cái văn hóa và cái kinh tế nó là đôi bạn song hành. Nhưng trong đó cái mà để tác động, để thúc đẩy là làm cái xã hội tốt đẹp, con người tốt đẹp, gia đình tốt đẹp, thì cái yếu tố văn hóa là yếu tố quan trọng nhất. Chúng ta thấy là, nếu mà chúng ta có tài năng mà chúng ta không có văn hóa thì chúng ta thấy như thế nào? Thì nhiều dẫn chứng ở đây không dẫn chứng được. Cho nên một nền văn hóa tốt có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế, nó phát triển được. Thẳng thiện, gần gũi, đồng tâm, nỗ lực. Hồi trước chúng ta sẽ dập Trường Sơn đi cứu nước thì đói thăm hồ, nhưng mà chúng ta sẽ dập Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơ phớ dậy tương lai. Tương lai lòng văn hóa là cái hay, cái đẹp, lòng yêu nước. Như vậy, ngược lại một sự phát triển như quá mà nó chỉ chăm chăm vào cái kinh tế, mà chúng ta không thể là con người, nó mâu thuẫn với nhau, rồi mạnh ai nấy sống, rồi lãnh đạo thì lãnh đạo miễn là thu nhập rồi nhân viên đói. Bởi vì nhà lãnh đạo đằng sau của cái nồi, cái người công nhân á, cái tiền lương của người công nhân, mình người lãnh đạo phải nghĩ là đằng sau đó là nồi cơm của vợ, của con, của người công nhân đó. Dạ đúng. Cho nên mình đã vui với niềm vui của sự no ấm của người công nhân của mình, mà mình cũng đau buồn và đau xót, mình thông cảm với cái nỗi đau, nỗi thiếu thốn của nhân viên. Và mình sẽ trách nhiệm gì đây, chứ không phải mình nói không. Nếu mà nói không, anh là mơ hồ, nói là anh ảo tưởng, anh là đạo đức giả. Cho nên là nó phải thật, nó mục tiêu, nhưng mà mục tiêu đó là phải cụ thể. Nó là giấc mơ đó, là tầm nhìn, nó là giấc mơ đó, mà giấc mơ nó đẹp, giấc mơ đẹp đó, nhưng mà giấc mơ đó tạo ra đồng tiền, tạo ra cơm gạo. Cho nên cái giữa cái hai quyết định thì đứng về mặt xã hội thì chúng ta thấy là cần có cái hai cái là song hành, nhưng yếu tố văn hóa là cái quan trọng nhất để phát triển. Yếu tố quyết định của doanh nghiệp đó, thì cái yếu tố đó nó sẽ tạo ra, có thể là cái nghĩa đó là tạo nên nét đặc trưng riêng của doanh nghiệp. Thứ hai, tạo nên sự khích lệ cho nhân viên làm việc, nếu mà anh xây dựng văn hóa tốt. Và thứ ba, nó làm cho cái giảm bớt sự căng thẳng, sự xung đột. Ở đâu không có xung đột, ở đâu không có mâu thuẫn. Trời mà nắng sớm chiều mưa, mà con người làm sao không có mâu thuẫn với nhau. Và chính mình chúng ta không nắm được cái quy luật này á, thì chúng ta thấy rất khó khăn. Hiện tại tại sao cái người ta mới cái đánh giá là tại sao cái thành phố Hồ Chí Minh là cái tuổi trung bình á, là cứ 3 năm là những cặp vợ chồng đó ly hôn, họ trẻ ly hôn. Bởi họ không hiểu hết được cái mâu thuẫn. Họ chỉ là mâu thuẫn không được là coi như pháp luật có sẵn rồi, thì đồng tình rồi đi về. Họ thiếu một cái gì, cái văn hóa hóa thực là tưởng thích, văn hóa cái gì tĩnh tâm. Thứ ba, thứ tư, nó tạo động lực. Nó là động lực quan trọng nhất con người, là động lực, động lực để mà phát triển, động lực để đi đến thành công. Mà người lãnh đạo dùng văn hóa làm sao đó, nó hay, nó ngọt, như thế nào, nó khéo như thế nào, nó hay, nó ngọt, nó khéo, nhưng mà phải chân thật. Phải chân thật, phải từ trái tim của mình. Bởi nhân viên họ thấy anh không chặt là không chân thật, thì nhìn vào cách ăn, cách nói, cử chỉ, hành vi là nhân viên họ biết hết. Mình có một con mắt, có hai con mắt mà nhìn đời có một con thôi, Trịnh Công Sơn nói, nhưng mà người ta có hàng ngàn con mắt để nhìn hành vi cử chỉ của nhà lãnh đạo. Nếu mà anh không chân thật,
mà văn hóa đưa lên mà chỉ là khẩu hiệu thì không ăn thua, thì không không tạo cái động lực cho nhân viên. Nó đồng thời văn hóa, nó cái hệ thống văn hóa nó làm gì, nó tạo cái động lực, tạo một cái sức mạnh để doanh nghiệp đi lên, đi ra biển lớn, đi đến mục tiêu cụ thể dưới sự lèo lái của nhà lãnh đạo khôn ngoan tài ba. Và quan trọng hơn hết thì là cái người chủ, cái người doanh nghiệp đó phải là cái người nêu gương, phải là cái người làm gương, đúng không ạ? Vâng, vậy thì việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và cái tầm nhìn dài hạn như thế nào, nó đem lại một cái lợi ích như thế nào đối với các cái dự án khởi nghiệp, nếu như chúng ta xây dựng một cái tầm nhìn dài hạn cho các cái dự án khởi nghiệp của mình, cho công ty của mình? Câu nói cũng hay. Như vậy là cái chương trình cũng nhấn mạnh đến cái tầm nhìn của doanh nghiệp, nhất là các bạn khởi nghiệp. Bạn nghĩ là cái khởi nghiệp, nó thật sự bây giờ là nhiều người nói khởi nghiệp, nhưng mà khởi nghiệp bởi vì họ nghĩ khởi nghiệp rất là đơn giản. Họ quá đơn giản, làm thì có ăn, đương nhiên là làm có ăn, nhưng cái ăn nó như thế nào đấy. Nhưng mà anh làm ví dụ như là anh phải có cái tầm nhìn, mà rất cần có những cái tầm nhìn dài hạn. Nếu anh không có tầm nhìn đẹp á, thì anh không có mục tiêu. Không có mục tiêu, không có mục tiêu thì anh đi về đâu? Ví dụ như bây giờ là không biết là mình học để làm gì, tự nhiên không có động lực rồi. Nếu mà ví dụ như mình giáo dục cho đứa con, nó có một cái giấc tầm nhìn bằng cái giấc mơ, con mới sau con sẽ là một người, tức là đem cái khả năng của mình để giúp đỡ cho đời, cho người. Hay là ví dụ như có một cái em là mẹ nó tối ngày nó đau suốt, là đau lên đau xuống, mà nghèo, con nghèo khó, đi ở trong cái lầm lao động, ở trong cái rẫy như vậy, nhưng mà bây giờ nó không có nhà ở, thì nó mơ làm sao, nó cứ ước mơ làm sao nó lớn lên nó để có một cái nhà cho mẹ nó ở. Thì đó là ước mơ, và nó có tầm nhìn vành. Sau đó em đó đã thi học rất là giỏi, nó thi vào tất cả các trường đại học, là mấy trường đại học nó đậu, nhưng mà nó chỉ chọn đại học kiến trúc. Và sau đó em nó sẽ về cái Bình Dương, do chủ tịch nước chúng ta hồi trước làm bí thư Bình Dương, bí thư tỉnh ủy Bình Dương đó, trả chiêu khoa, và em đã mời em đó về. Năm thứ hai là Bình Dương đã lên đại học kiến trúc, lầm là đã phát cái học bổng cho em đó, và là biến em đó trở thành một cái cán bộ công nhân viên của tỉnh Bình Dương, với điều kiện là khi đi về thì em về phục vụ đó. Và nó chỉ hỏi là bây giờ con muốn gì, nó chỉ muốn là thưa bí thư, con chỉ muốn là làm cho con là bữa sau con có cái nhà ở chỗ bến xe miền Đông, để mà và mẹ con ở miền Trung, cho nên là mỗi năm hay về. Wow, như vậy là bao nhiêu nhà, một lò một tẹt thôi, hai mẹ con ở thôi, nhưng mà bây giờ mình đã trở thành ước mơ rồi, và trở thành hiện thực. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu mà không có tầm nhìn, không có ước mơ, không có tầm nhìn, thì không có mục tiêu, và không mục tiêu thì không có kế hoạch học tập, ra sức học tập, và chúng ta đi thành công được. Cho nên đối với doanh nghiệp thì chúng ta phải tạo cái tầm nhìn. Đó là cái tầm nhìn, đây là sự tuyên bố về mục đích của mình, cái vị trí của mình ở trong tương lai như thế nào. Mà vị trí tương lai như thế nào, cái chỗ đứng của mình trong xã hội, trong tương lai như thế nào. Nhưng mà phải có ích. Thứ hai là phải kèm theo một sứ mệnh, là nhiệm vụ mình. Không? Sứ mệnh đó nó mang lại cái tổ, cho cái tổ chức, cho doanh nghiệp. Sứ mệnh đó nó xây dựng chúng ta, cái quy mô lớn nhỏ của doanh nghiệp. Rồi sứ mệnh nó thể hiện cái khía cạnh của công ty, từ cái gì? Từ nhân viên, từ người nhân viên, đến cái sản phẩm, đến cái thị trường, đến cái người tiêu dùng. Và thứ ba thì cũng muốn nhắc lại một điều rất quan trọng, đó là những cái giá trị cốt lõi. Giá trị cốt lõi đó là nguyên tắc, đó là quan điểm lâu dài của một doanh nghiệp, của một con người trong doanh nghiệp đó. Cho nên chúng ta thấy là cần có một cái tầm nhìn dài hạn của việc xây dựng văn hóa, để tạo ra nền văn hóa bền vững, phù hợp với mục đích và định hướng của doanh nghiệp trẻ của chúng ta.
Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Bùi Quang Xuân. Và với những điều kiện trên thì chúng ta cũng thấy là văn hóa chính là một chìa khóa để gắn kết các cái mối quan hệ và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Và việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp thì không phải là điều quá khó, không phải là các cái công ty lớn, các cái tập đoàn lớn mới có thể làm được, mà ngay các cái công ty nhỏ và các cái doanh nghiệp khởi nghiệp cũng có thể xây dựng được. Và để chứng minh cho điều này thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây. Văn hóa có sức mạnh to lớn, truyền cảm hứng và tác động trực tiếp đến thái độ, động cơ và ý chí của đội ngũ lãnh đạo, nhân viên của doanh nghiệp. Đó là trụ đỡ, là điểm tựa giúp doanh nghiệp đứng vững trước những biến cố bất ngờ, các cú sốc của thị trường, của đại dịch Covid-19 và những tác động sâu sắc của làn sóng toàn cầu hóa, cơn bão chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang nổi lên trên toàn cầu và tràn qua mọi quốc gia. Thực tế đã chứng minh khi văn hóa càng mạnh, công ty sẽ càng ít cần các quy trình hơn. Một khi văn hóa đã mạnh thì mọi người đều đang làm những điều đúng đắn, từng cá nhân sẽ trở nên độc lập và tự chủ. Qua tiếp xúc công việc tư vấn thì chúng tôi nhận thấy là để có một đội ngũ thì cần có con người, thứ hai là quy trình hệ thống và đặc biệt là phải có văn hóa để gắn kết con người với cả hệ thống, nó trở thành đội ngũ, vì nếu không nó sẽ không tạo ra sức mạnh cùng với chiến lược, cùng với các cái quy trình về quản trị. Thì văn hóa đóng một vai trò rất là quan trọng. Nói theo chuyên gia nhà kinh tế học nổi tiếng Peter Drucker thì so với các vấn đề khác trong tổ chức thì văn hóa vẫn là số 1. Trong sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mọi công nghệ, thiết kế hay sự sáng tạo đều có thể được chuyển giao hoặc sao chép nhanh chóng và dễ dàng. Ngay cả trong lĩnh vực nhân tài cũng có thể tận dụng trí tuệ và kỹ năng của những người giỏi nhất thế giới để tạo ra những sản phẩm tốt nhất. Tuy nhiên, không bao giờ có hai công ty có cùng một bản sắc và giá trị văn hóa. Để cạnh tranh, đối thủ có thể sao chép nhiều thứ, từ chiến lược, sản phẩm, quy trình cho đến bí quyết công nghệ, song không thể sao chép được những giá trị văn hóa, tinh thần. Thế nên, hơn lúc nào hết, các doanh nghiệp cần nhận thức đây chính là yếu tố vô cùng quan trọng trong quản trị công ty, là tinh thần cốt lõi dẫn dắt doanh nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh hiện nay. Văn hóa doanh nhân là một yếu tố của văn hóa kinh doanh có quan hệ với văn hóa doanh nghiệp. Khi nói đến văn hóa kinh doanh Việt Nam, người ta nói đến văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp, triết lý kinh doanh, đạo đức kinh doanh, văn hóa ứng xử trong kinh doanh. Trong đó, văn hóa doanh nhân là bộ phận quan trọng nhất. Thực chất, văn hóa doanh nhân là nhân cách, phẩm chất tiêu biểu nhất của doanh nhân thỏa mãn những tiêu chuẩn văn hóa. Lãnh đạo tạo niềm vui, lãnh đạo bằng văn hóa nó rất là hiệu quả trong bối cảnh hậu Covid, và đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chúng tôi nhận thấy là qua các cái bề mặt của văn hóa như văn thể mỹ, dùng âm nhạc, dùng cái ngôn từ tích cực để cùng động viên khen ngợi nhau, đây là một điều rất là đặc biệt. Và sâu hơn nữa đó là những cái triết lý, những cái giá trị mà tổ chức hay công ty theo đuổi. Quan trọng là đó là chúng ta thấy cái giá trị văn hóa nào nó phù hợp cho tổ chức của mình thì chúng ta theo. Việt Nam là kỳ ô kê xã và kỳ hôn tư kỳ nìm mắt mà chí mê đẹp. Tôi, cả hai cuốn thông điệp ngắn gọn của tôi chỉ là thế này ạ. Thắp lửa trái tim. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh có hai ý trong đó. Đầu tiên là mỗi người hãy tự thắp lửa trong tim mình. Và tiếp theo đó là truyền ngọn lửa đấy, thắp sáng ngọn lửa đấy trong trái tim của tất cả những người xung quanh. Để làm được điều này, lãnh đạo doanh nghiệp, một doanh nghiệp phải tự mình mạnh lên. Các bạn phải có những cái cách để làm sao cho doanh nghiệp mình mạnh lên. Thứ hai là người lãnh đạo doanh nghiệp, các bạn phải nhân hậu. Bởi vì nếu không ấy, thì chúng ta sẽ không thể kéo dài và không được yêu. Chúng ta không được yêu thì chúng ta sẽ không thể tồn tại được lâu dài. Và cuối cùng, cái thứ ba là các bạn phải nhanh chóng thay đổi để thích nghi. Các bạn phải nắm được những cái thay đổi xung quanh. Không phải chỉ có nhân hậu, không phải chỉ có mạnh lên là đủ, mà cần phải tỉnh táo, thức thời để thích nghi. Khi đó doanh nghiệp mới tồn tại được. Chủ doanh nghiệp là người sáng tạo, lãnh đạo doanh nghiệp, định hình văn hóa doanh nghiệp, là người xác định triết lý kinh doanh của chính doanh nghiệp. Vậy nên tầm ảnh hưởng của họ rất lớn. Cái tâm, tài của doanh nhân quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Họ có thể truyền cảm hứng và truyền thông rất rõ tới nhân viên để họ thấu hiểu tầm nhìn, sứ mệnh của mình,
Và như thế sẽ tạo ra nguồn nhân lực có chung ý chí, cùng giá trị. Vì vậy, để xây dựng văn hóa doanh nghiệp, trước hết doanh nhân phải làm được và truyền cảm hứng cho mọi người cùng làm. Văn hóa doanh nghiệp bắt đầu từ văn hóa doanh nhân. Văn hóa doanh nghiệp là cái mở rộng, cụ thể hóa, là xung lực để truyền văn hóa doanh nhân đến mọi thành viên trong doanh nghiệp. Vâng, qua phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta cũng thấy để hình thành được một doanh nghiệp lớn mạnh thì chúng ta phải có một văn hóa doanh nghiệp lớn mạnh. Và cái điều quan trọng nhất chính là người đứng đầu, người truyền cảm hứng và người đem đến những năng lượng tích cực nhất. Vậy thì thưa tiến sĩ Bùi Quang Xuân, doanh nhân là người đứng đầu của một cái doanh nghiệp thì cần phải có những cái năng lực như thế nào? Đúng là trọng tâm của cái cuộc phỏng vấn hôm nay đó là doanh nhân. Cái doanh nhân ở Việt Nam, tức là đây cũng thế, đó là một người làm kinh doanh và làm cái nghề kinh doanh, và thứ hai là một người quản lý điều hành, và thứ ba là những người đã xây dựng một cái hệ thống chuẩn mực đạo đức. Cho nên cái một trong những cái lãnh đạo, người lãnh đạo, tức là doanh nhân đó, anh phải có cái gì? Anh doanh nhân anh phải là một cái người anh làm sao mà anh gây được cái ảnh hưởng đến những người khác. Doanh nhân anh ảnh hưởng, nếu mà anh nói người khác không nghe thì anh không phải là doanh nhân, anh không phải là nhà quản lý, anh không phải là nhà kinh doanh. Cho nên nó là doanh nhân là người quản lý, người kinh doanh, người điều hành và hệ thống các cái giá trị của một doanh nghiệp, nhưng mà anh không gây ảnh hưởng được cái nhân viên, với khách hàng, với người khác thì anh được. Cho nên anh phải là tập hợp, anh phải làm sao mà gây được cái ảnh hưởng đến người khác bằng cái gì? Bằng cái quyền lực của mình. Mà làm gì để có quyền lực? Thưa các bạn, quyền lực là sức mạnh, là nụ cười cũng là quyền lực, một lời nói hay cũng quyền lực, một ý tưởng hay cũng là quyền lực, và đồng tiền nhiều cũng quyền lực, đẹp như cô Giang cũng là quyền lực, phải không? Nhẹ nhàng như một cái chàng trai nào đó cũng là quyền lực. Và như vậy là chúng ta thấy cái nhân viên họ làm đẹp công việc thì hay cũng là quyền lực. Và tương vực đó là chính cái quyền lực thì mới gây ảnh hưởng đến người khác. Và cái người lãnh đạo doanh nhân lãnh đạo được á, thì đã làm gì? Đã cảm hứng được người khác, đã lôi kéo được người khác, đã gây ảnh hưởng đến người khác, để người khác nghe theo mình, làm theo mình một cách tự nguyện, một cách tự giác, để đạt được mục tiêu mà cái doanh nghiệp doanh nhân mong muốn. Và một cái yếu tố quan trọng thứ sáu để một doanh nhân, như là Giang hỏi là cái gì để tạo nên doanh nhân, thì cái thứ sáu, cái quan trọng nhất á, là nội lực. Cái là gì? Ở trong này là nội lực, nhưng một còn một cái nội lực á, đó là cái quan hệ. Quan hệ là tài sản vô hình của doanh nhân. Cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ đã truyền tải đi những cái thông điệp rất quan trọng đối với các cái doanh nghiệp và nhất là đối với các bạn trẻ. Một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ Bùi Quang Xuân đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn Quỳnh Giang, xin cảm ơn Đài Truyền hình Đồng Nai, và xin cảm ơn quý vị khán giả, xin cảm ơn các bạn trẻ doanh nghiệp và các bạn doanh nghiệp đang sống. Và chúng ta đang có một tâm huyết chung là xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Chúc tất cả chúng ta bình an, tốt đẹp. Vâng, thưa quý vị khán giả, đến đây thì tọa đàm do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện xin được khép lại. Nếu có những câu hỏi thắc mắc, quý vị có thể gửi thư về hộp thư khởi nghiệp dnrtva@gmail.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.